Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không khó để tìm kiếm các thông tin tuyển dụng và thông tin ứng tuyển của người lao động thông qua các trang tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội. Chỉ tính riêng trên Facebook đã có hơn 20 trang nhóm chuyên đăng tuyển các thông tin tuyển dụng việc làm ở Ninh Thuận. Đây là không gian mở để người tìm việc và đơn vị tuyển dụng lao động gặp gỡ, tìm hiểu các thông tin về tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, bẫy người lao động với những chiêu trò rất tinh vi thông qua chiêu bài việc nhẹ lương cao. Phản ánh của phóng viên thời sự. Em LTA, 18 tuổi, một nạn nhân kể lại, sau khi thấy thông tin tuyển dụng có mức lương khá cao, có địa chỉ rõ ràng và số điện thoại, nên A khá yên tâm liên hệ với người đăng. Sau thời gian im lặng, đối tượng này trả lời tin nhắn với nội dung việc hiện tại đã đủ người và hướng em sang một việc làm online khác có mức chiết khấu cao. Nhiệm vụ của em là nhận link của đơn hàng trên các trang Shopee, Lazada và thanh toán đơn hàng đó bằng việc nộp vào số tiền tương ứng. Mỗi đơn hàng thanh toán em sẽ hưởng được 20-30%. Với những đơn hàng đầu, A dễ dàng nhận được 100-200 ngàn đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, càng về sau, các đơn hàng tăng cao về giá trị và liên tục báo lỗi để dồn 10 đơn hàng trên một lần thanh toán, khiến số tiền đã tăng lên hơn 12 triệu đồng. Mặc dù đã đóng số tiền trên, nhưng em không được thanh toán vì link liên tục báo lỗi. Khi nhận thấy bị lừa và quyết định dừng lại, thì các đối tượng liên tục gọi điện, áp đảo tinh thần để em tiếp tục tham gia, nộp tiền vào. Bắt đầu là hăm dọa em. Như là bây giờ mà em mà không có nộp tiền cho tụi chị á, thì nhà chị sẽ gọi gia đình em để nói chuyện về cái vụ đó, báo công an. Em bắt đầu em sợ, xong em mới nói là chị từ chị đừng có giải thích, thì kêu là bây giờ em lén lúc mà mẹ ngủ á, thì em ăn cắp tiền mẹ đi. Xong em cũng sợ, em cũng không, em nói là em không dám, kêu là bây giờ em có vàng dòng gì đó thì em đi bán đi. Họ nói là em đứng ngoài đường em thấy ai mà có xe mà để chìa khóa, em vọt lên em lấy luôn, kiểu nó là thao túng luôn ấy. Chưa dừng lại ở đó, với chiêu trò việc nhẹ lương cao, người lao động còn bị các đối tượng lừa sang Campuchia và các nước Đông Nam Á khác để làm trong các sòng bài, các công ty lừa đảo và các khu lao động cưỡng bức, bị đánh đập, hành hạ và yêu cầu số tiền chuộc khá lớn để được trả về nước. Nó bị bắt lại á, nó mới mượn điện thoại họ bạn nó vậy, mới gọi về nó linh nó bị bắt lại rồi. Bây giờ là lo tiền chuộc cho nó, rồi nó mới điện về nó khóc kể, nó mới nói gì xấu cứu con. Con bị trốn là bị bắt lại đó, rồi đền hợp đồng là 170 triệu, coi lo tiền chuộc cho con. Nếu mà không có tiền thì ở bên đây đánh con gãy chân, rồi bỏ con đói, rồi bán con vô quỷ đen, là con không có con đường về luôn. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội khá phổ biến và khó xử lý bởi các đối tượng hầu hết ở nước ngoài. Trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024, toàn tỉnh có 8 trường hợp lao động Ninh Thuận bị lừa đi lao động cưỡng bức ở nước ngoài. Đã có 4 người được hỗ trợ đưa về nước an toàn, còn 4 người đang cầu cứu vì số tiền chuộc khá cao. Khi người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ của nhà nước về xuất nhập xuất khẩu lao động. Thông qua đầu mối chính là ở Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh và các cái phòng lao động thương binh xã hội ở cấp huyện. Người dân không nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram nếu không rõ ràng và thiếu thông tin để tránh bị lừa đảo. Tuyệt đối không được xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch mà các đối tượng hướng dẫn. Trước khi nhận lời mời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, cần phải trao đổi, bàn bạc với người thân trong gia đình, tìm hiểu kỹ về công ty môi giới việc làm và nơi mình đến làm việc. Hiện nay, các trang nhóm việc làm online đều do admin tự phê duyệt bài, có những tin thật và giả lẫn lộn. Người tìm việc cần thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin hoặc liên hệ các kênh giới thiệu việc làm chính thống để tránh tiền mất tật mang.